Xin chào mọi người, mình là dược sĩ của nhà thuốc Thái Dương. Hôm nay mình sẽ nói đến tác dụng của curcumin, curcumin hay là nghệ mà chúng ta vẫn hay sử dụng hàng ngày đấy. Curcumin thì được chiết xuất từ cái cây nghệ vàng. Nghệ vàng này thì rất là quen thuộc rồi, không còn lạ gì với tất cả các bạn nữa. Được nghiên cứu thì cho thấy là nó có tác dụng là chống oxy hóa, ức chế các dòng tế bào ung thư hiệu quả, như thể là ung thư trực tràng, này, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư vú hay là ung thư da. Cho nên là curcumin này được coi là hoạt chất có giá trị cao trong các sản phẩm điều trị ung thư. Tuy nhiên thì cái curcumin này rất là khó ra trong nước. Khi mà chúng ta sử dụng nghệ để nấu ăn ấy, thấy nó hay nổi váng ở bên trên ấy, thế nên là nó rất là khó tan trong nước. Vì thế nếu mà dưới cái dạng truyền thống mà như kiểu là ăn ở dạng tươi hoặc là nghiền ra ấy, thì khả năng hòa tan hấp thụ vào máu của nó rất là thấp và hiệu quả điều trị thì lại không được cao. Cho nên là khắc phục được cái nhược điểm đấy thì học viện quân y mới cho ra đời cái sản phẩm đó là nano curcumin, tức là nó là dạng kích thước siêu nhỏ, kích thước nano là kích thước siêu nhỏ, để cải thiện cái độ tan gấp hàng trăm lần so với cái curcumin thông thường, nên là giúp cho khả năng hấp thụ của các hoạt chất tăng hiệu quả và để phòng và điều trị bệnh rất là tốt. Ngoài ra thì khi được kết hợp với piperin là một cái thành phần của cái hạt hồ tiêu ấy. Hạt hồ tiêu này nó sẽ làm tăng cái hấp thu của curcumin lên gấp 4 đến 5 lần. Đấy, cho nên trong cái sản phẩm curcumin này thì được kết hợp cả với cái chất là piperin. Đây ạ, cái thành phần đây đó, thành phần của nó là curcumin này và piperin này. Đấy, cái tác dụng của cái sản phẩm này đó là giảm cái tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng. Dùng cho những cái bệnh nhân mà hay bị có tiền sử bị viêm loét dạ dày, tá tràng này, hoặc là những cái bệnh nhân mà ợ hơi, ợ chua, đầy bụng khó tiêu, đau tức cái vùng thượng vị, hoặc là chỉ nhiều khi chỉ dùng để phòng tránh, để hỗ trợ các bệnh về dạ dày và những cái bệnh ung thư ấy. Đấy, rất là tốt vì nghệ chúng ta có thể sử dụng hàng ngày đấy, không phải là những người bị dạ dày thì mới uống, mà để phòng và hỗ trợ, vừa là phòng các cái bệnh dạ dày tá tràng mà lại vừa phòng chống các bệnh ung thư, vì cái nano curcumin này nó có tác dụng là chống oxy hóa và chống phòng chống ung thư rất là tốt. Còn những người mà bị dạ dày tá tràng thì bắt buộc phải uống cái dòng nghệ này hay là cái dòng curcumin này. Đấy, rất là hiệu quả. Cái nghệ tươi và cái tinh bột nghệ mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày ấy thì nó rất là khó hòa tan, cho nên là hiệu quả của nó không cao. Còn cái dòng nano curcumin này thì nó đã được bào chế ở dạng siêu nhỏ rồi, cho nên là nó rất là tốt.